lạc này đeo mất hết, rồi quan công thông dụng cái thầy đủ thứ hết. Dạ. Còn mấy cái này trước thầy ở làm cái mùn vô mà gần cận có đồng quỷ á, bắt đồng quỷ á, còn giả nó cái này. Qua wow. cái hình lá bùa này con thấy nó hơi sợ sợ. Để cái chữ này là chi, để cái này để có cái cho cái đồng quỷ á, mà bắt khi nào mà bên trên á, rồi cái muốn cứu dưới của ông thách tướng ngồi quỷ dưới nữa, có quỷ bán cổ ông. Dạ. Cái chuyện mà ngập vô rồi á, mới hỏi không năm điều bảy chuyện rồi á, mới mời cho ông ngập vô đây, chúng ra bắt ngập vô đây. Nhập đây là thầy ổng bắt quá gọn và đi ngủ. Dạ. Đi ngủ rồi đi ngủ rồi đi bùa đóng mắt rồi. Là cái dòng này đi nốt đó. Dạ. Mà cái này số 2 chữ, một cái thâu, một cái xả hay là thiểu ha. Cái mình đi đầu cao hai hai chữ. Dạ. Xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn để mình cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với thầy Út, một vị thầy bùa lỗ ban khá là đặc biệt trong ngày hôm nay. Vì vị thầy này luôn luôn ẩn mình ở nhà để tập trung vào việc luyện bùa cũng như là âm thầm giúp đỡ mọi người về việc gỡ thư yếm. Dạ, rất là khó để mà gặp gỡ được thầy Út vì thầy chỉ giúp người đủ duyên thôi. Dạ. Để tìm hiểu về sự đặc biệt của vị thầy này thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Xin chào, mình là Vinh. Dạ, con xin gửi lời chào thầy Út ạ. Chào chú. Dạ, dạ thưa thầy Út, con thì được quý vị Phật tử gần xa có giới thiệu cho con biết về thầy Út là người chuyên làm về giải về bùa lỗ ban. Tuy nhiên con không biết rằng thầy Út có giống như là học từ đâu và cơ duyên nào mà thầy Út lại hành nghề này ạ? À? Trung gia nghề này là cha truyền con nói. Bữa làm thầy đây là cũng là tới tôi là đời thứ tư rồi. Đời ông cố, ông nội, đời ông già luôn. Rồi tới tôi đời thứ tư. Rồi cái bùa này á, tôi không học nhiều. Có thầy dạy cũng biết nói sao mà bùa. Tôi vô học tháng là cuốn sách rồi nhóc rồi mình mấy năm nay. Mấy chữ không thiệt thầy giận em chịu. Cái bùa này nó học nhiều nào khổ nhiều mấy, cái nào mà chỉ được giúp được người thì nó chỉ em, không là không giúp được nó chỉ. Dạ. Bị cái nào mình giúp được người ta làm phước được nó cứ học, còn học cái bùa kia mà không làm phước được làm ác không à. Cái loại khác nó cứ học cũng phải thử hoài, không thử nó không tin. Dạ. Mà thử hoài thì cái ác nó chắc chồng. Vậy nên sao nó thường thường nói sao thầy pháp, thầy bùa làm thầy khổ ba đời. Ba đời là vậy đó, lỗ ban đó, học không thử được, thử hoài thì ác cái chồng, khổ chứ. Dạ, dạ thưa thầy Út, như vậy là vị thầy của thầy Út là dạy về hai pháp luôn hả thầy Út? Hai pháp. Dạ. Mà cái nào mình đáng học thì học, không đáng thôi, không cần học. Dạ, dạ thưa thầy Út, qua lời kể của thầy Út thì con biết được thầy Út là chuyên về lỗ ban, nhưng mà về của Phật. Tuy nhiên con không biết rằng học cái đó nó có dễ không thầy Út? Trung gia học thì nó không có gì, bị mình học con thầy ổng vẽ lại một mấy cái bùa để mình học. Mà học có về quan tâm nhất là cái chỗ mình về đó mình lấy cái cách nào đó vẽ lại đồ theo hoài, nhái theo hoài, nhái ra chỗ sai nó nhìn thôi. Chứ cái bùa nó rất là khó, khó là khó thế nào, bị nó eo đằng đủ thứ để tới lui. Dạ. Để cũng để người ta lại mặn mà lại xem hát qua hoài khó. Thì mình học đó là hỏi cái dân ôn gọi liệu phải luyện hoài cái tay cái nhìn cái tay chứ cái chữ bùa nào đó nó cũng có cái chữ thiết bùa, còn nếu mà không có chữ thiết bùa đó thì không khác nào cái dụng không tác dụng gì hết. Dạ. Từ nào cũng có một cú nó chơi khác nhau chứ không hồi giống nào. Dạ, có nghĩa là mỗi một lá bùa thì nó sẽ có bùa, một cái hình khác nhau. Mỗi cái chữ bùa nó có không chú khác nhau. Dạ. Cũng như mình viết bùa rồi mình mới vô mình đổ nó, mình đổ mình chú á để viết bùa đó thì cái đó tác dụng. Còn cái bùa mình viết vẽ rồi đưa bay ra hay nó tác dụng, nó tác dụng gì đâu. Vậy đó, học cái bùa khó khó đó.
một là hai tay cái điện hoài, rồi cái thứ hai nữa là cái không cứu hòa thuộc. Dạ. Dạ thưa thầy Út, thì cái trường hợp nào thầy Út mà mình cần sử dụng đến những chữ bùa thầy Út? Dù tôi bùa tôi này tôi không có sao mà cãi hết, thay vì tôi học coi như là cái dạng làm thuốc không, dụ mấy người mua bán chậm hoặc là có tranh cạnh tức là bùa hại qua hai lợi, thì mình đã giúp người ta để quán giúp thứ hai nữa, người ta có tranh cạnh làm qua lợi thì gửi người ta. Dạ. Gửi cho ta để ta đi bán được. Còn thứ ba nữa, dụ có bùa chữa bệnh, dụ bệnh nào cá thầy bùa thì thầy dụ cà ba gì đó thì dùng phải bùa. Bùa đó không phải mà bùa hại cho cái gia chủ người ta, mà bùa để thống chế con ma. Dạ. Bùa là bùa thống chế gì là thống tà. Dạ. Rồi bắt rồi cũng chưa hết nữa, rồi tới bà nó cô bắt trung tăng cũng vậy, bắt trung tăng gì chứ có trong họ của bà, trong họ ngang quá bà không làm, bà trung tăng đồng thầy rồi đó, đó bắt luôn cái bà tôi cô nhốt luôn chú dông luôn. Dạ. Ở chừng 2 năm sau rồi con thầy tóc họ bệnh chết. Chết thì cũng lẽ là để nhốt cho hoài. Dạ. Những mấy đệ tử nó thấy vậy thôi mà mở thả hết. Mở thả thì giả trời nhập lỡ cháu rồi lại liền làm không nữa. Cũng có trả lời kiếm ông thầy quýnh. Dữ dằn. Trả thù mà. Dạ. Mà ông thầy chết đâu còn nữa. Dẫn lên tôi đây thì tôi nói thôi. Bây giờ là mía sâu có mắt, nhà dột có nơi. Thầy nào cật có thầy. Đây không là bị cật. Thấy không? Nếu về tới đây rồi thì cho nhà sư sinh. Để chi? Để cho con biết, con cháu biết đó, để tùng phục, để thờ phượng. Thứ nhất, thứ hai nữa muốn về cái căn phần này đó thì cũng được, tôi tất nặng tôi hứa ra, con cháu không chịu tôi cũng hứa ra đây. Dạ. Mình nói xui người ta, ta mới yên. Để mà cút một cái bệnh về tôi mà đơn giản thôi, chứ không cần cố chặn khỏi cần cái gì hết, mà mình là hết. Dạ. Vì mình nói cho ta nghe được. Cái nhất thứ hai nữa mình có khinh ở trên cái khinh trong cái ngũ hành rồi, mà nó khinh đâu đàng hoàng. Giờ bệnh nó bây giờ nó chuyện rất là bình thường luôn, năm nào cũng lên thai bùa, tháng giêng tháng bảy lên thai bùa hàng năm. Dạ. Dạ thưa thầy Út, con thì được biết á thầy Út, thì những cái người mà mắc cái những căn bệnh mà gọi là tâm linh á thầy Út, thì nó có những cái biểu hiện lạ giống như là ngồi nói chuyện mình nên, hoặc là không có chịu tiếp xúc với ai. Như vậy là bị sao vậy thầy Út? Cái bệnh đó trung gian bệnh kêu bệnh mắt hàng dưới. Dạ. Cái bệnh mà ngồi làm sàm đó, ban ngày thì nó cũng gặp này kia mà ít chịu tiếp xúc, khi mình hỏi nó cũng là trả lời vậy. Dạ. Còn đặc biệt đêm không ngủ, còn đêm cũng ngồi góc nào góc nằm đâu vậy, miệng làm sàm hoài, như có người như chú tu ngồi chuyện tâm sự nhau vậy đó, không ngủ chuyện sàm hoài. Dạ. À mấy người đó giải biết lắm. Nếu gia đình ai mà có thân nhân thứ đó, chiều 3 giờ giờ thì gấu xuống mà gọi lạnh những đá vậy là cái bệnh đó. Dạ. Như vậy là nó có cái biểu hiện để mình nhận biết ha. À, thì trong nhà không biết thì là vậy, tới tôi sẽ biết cho nha. Dạ. Thì tới tôi ví dụ cái gì nó cũng có cái bộ quẻ đó, cái quẻ của hành, ví dụ cái tuổi này làm cái cung gì năm nào phải không, rồi lại tôi coi tôi nói cái bệnh cho lại coi, đừng nói bệnh trước, nói bệnh trước là lắm khi nói con thầy mà cũng dặn nó mò ông làm tiền đó, ông bắt mò rồi ông làm tiền ra cũng hết, mà hết tiền là tiền cũng hết. Thì tôi khuyên bà con làm vậy, đi tới thầy đừng có đó bệnh trước, là nói thôi bệnh coi dùm thôi. Rồi con thầy ông coi thầy lại cũng đoán cái bệnh đúng là bây giờ là không đúng, đúng là không đúng thôi. Dạ. Chứ đợi tới tôi nói cho biết cái năm đau thôi. Tôi coi tôi cãi cái đau mà từ lúc nào tới lúc nào, tới lúc khi đau phát hiện như sao. Dạ. Rồi tôi cãi coi rồi đau cách nào tôi chỉ ra là phải đúng hay sai. Tôi lại thầy nói trước thầy nhầm hay ông thầy ông tiền ông lão đó mò hay lắm. Dạ. Nói tôi chơi ông đoán rồi đó, ông nói rồi đó, mà ông làm thật tình ông tiền cái bệnh ông hết. Dạ. Dạ thưa thầy Út, như vậy thì cái căn bệnh đó là người nhà có thể tự điều trị được không thầy Út? Không được. Khó đó, mới cầu bệnh ngũ hành, cầu cũng ngang bà hạ gì vậy, xin cầu cho họ gì xin nữa, không phải là người đâu cũng xin ngang dễ đâu. Dạ. Xin rồi cúng kiến xong rồi đó là mình bỏ tôm nhiệt rồi nữa, không có vô nữa, tôm lại như bùa trên lại không vô. Dạ. Dạ thưa thầy Út, con thì được biết thầy Út
Có nghĩa là được nhiều người kể cho con biết á, là mỗi một vị thầy như vậy thì sẽ có binh gia đi theo. Và mỗi lần mà cúng kiến hay là muốn làm phép gì đó thì sẽ phái binh gia để mà làm. Tuy nhiên con không biết rằng câu chuyện đó nó như thế nào, hy vọng rằng thầy Út có thể cho con được biết hay không ạ. Nói chung ra có một làm thầy thì cũng có căn duyên đủ ăn trên để đó giữa trường để làm thầy. Thì cái một đó là cái dụ như chánh sái đội hộ tổ là bên chánh sái đại càng quốc gia Nam Hải đó, ở bên ngũ hành rồi đi đó, thì có duyên tam bữa để làm thầy. Dạ. Làm thầy, làm thầy cái tướng đánh chặt thì tại binh bằng gì phải có binh tướng đó. Ừ. Tại vì mình ra học thầy chứ kiếm cho mình ra là thầy cũng cấp một cái tướng thầy mình nữa. Ừ. Vậy đó ra mà đi tới đâu cái tướng thầy bị đó là vậy. Mình chắc cánh là mình đi đâu mình đốt hương mình giái đi theo đó. Dạ. Yeah. À, vô bằng bệnh đông vậy, vô bằng bệnh rồi cái vụ mình điều khiển các tướng về để đã tà cái quấn cái tà nó ra đó. Chứ làm thầy không có tướng là thầy ai? Nhưng yeah. Chú là chú nắm chỉ huy mà không có đứng thì quấn ai về đây? Dạ. Yeah. Đi thì không có đứng chán theo gì đấy. Dạ, như vậy là mỗi một vị thầy là sẽ có binh tướng theo. Có binh theo. Dạ, có chân. Dạ. Dạ, thưa thầy Út. Thầy Út cho con hỏi thăm á. Con thì thường được coi trên phim ảnh, cũng như là được nghe ông bà xưa kể á, là nhiều khi hai ông thầy sẽ đấu với nhau. Nhưng mà con không biết rằng ở ngoài đời thực hiện tại của mình á, thầy Út, thì những vị thầy có đấu như vậy hay không thiếu? Có. Hồi trước con gà tôi ổng cởi lợi đó rồi đó, ở nhà bà mà nè, không sao đây, con trắng nhà bà mà nè. Có hai thầy chắc giỏi được, hai thầy làm vui nhau. Dạ. Đó. Ngày đó cái ông thu trai mới mời con gái qua để đám giỗ. Thì ông con gái qua mới thử con trai coi cũng biết không. Nó làm cái lá phép rồi qua tới đụng đứt vô cái ly hương mà Phật tiên á. Dạ. Thì ông con trai mày biết liền, ông biết liền, ông không nói gì chứ, ông cũng thêm luôn, ông cũng làm lại là ông con gái biết không? Dạ. Yeah. Rồi làm cuộc là hai ông không nào gọi được hết, là chỉ dỗ qua rồi hai chết hết trơn, thua thử nhau đó. Dạ. Yeah. Thầy thử đấu nhau vậy đó. Dạ. Yeah, còn sai binh tướng đấu với nhau là sao nữa thiếu? Binh tướng đấu nhau đó là cái chuyện đó hồi xưa đó, khi bằng cái mùa mà mùa liệm đó, hay thử đó lắm. Dạ. Cũng như tôi làm thầy, tôi đi trị bệnh ta, thì chú cũng làm thầy nữa, chú đi ngang, chú cũng nói này nọ, chốc tao thử đấu chỉ chiến nhau mà. Đó. Rồi ông này cũng dễ, cái chỉ bùa này đây đưa cái tướng vô phá kia. Dạ. Rồi bên kia nó thấy vậy, làm cái bùa phá là ông này. Đó, là những bên tướng đấu nhau. Rồi chú hai thầy được trước rồi bên gia làm sao mà là cái đó là đấu nhau. Đó. Dạ. Dạ thưa thầy Út, như vậy là câu chuyện về những vị thầy đấu nhau là có thật ngoài đời luôn ha thầy Út ha. Dạ. Dạ thưa thầy Út, có trường hợp nào mà thầy Út gỡ bùa rồi thầy Út bị ông thầy bên kia đấu lại thầy Út hay không ạ? Thật ra cái mấy bà thầy làm bùa này đó, không ai mà đấu gió đâu. Ví dụ chú làm chú ăn tiền cho tôi. Dạ. Hại người ta. Hại người ta, nó người ta biết là gỡ thì thôi, chú mai út cũng lại làm nữa chứ mà chơi đồng thầy chi nó tiếng. Dạ. Giờ chú làm cho chú, rồi chú không biết chú đi gỡ thì là mà thấy không được rồi, rồi bốc chú thấy đi làm rồi hỏi chú làm nữa thì tính tiền nữa, ông không đủ không làm đâu mà ông để làm ăn tiền. Dạ. Rồi chứ thầy không đấu nhau chuyện đó được. Còn thầy vô đấu nhau, vô tu là muốn chơi lòng thầy đó thì tổ gì cho biết thế nào. Dạ. Không có được cái gì cũng nhờ tổ mà, chứ mình cũng mà dương gia có thịt biết mẹ ai đâu, có nhờ tổ. Dạ, như vậy là mình nhờ vào ông tổ. Nhờ tổ. Ông tổ sẽ thì báo trước cho mình biết. Dạ. Dạ thưa thầy Út, như vậy là hồi xưa thầy Út học vị thầy của thầy Út á, là ông ở đâu lặng thiếu? Ông ở nhà bà ngay chỗ chị nhớ, ông thầy kêu thầy Hai An á. Dạ. Đó ông thầy của tôi. Mà thầy Út học trong bao lâu lần? Mười mấy năm à. Dạ. Đi lâu lắm. Như vậy là học ra thì học đó đó. Tôi học thì ông thầy cũng lớn thương lắm.
bị nào có tôi rồi nó cũng nào có mày bằng bệnh hết, không có mày bằng bệnh không hết, bị bệnh nặng gì cứ làm giống rồi học thêm đó. Dạ. Mình làm thầy chuyên gia gì đâu đó một hai hai nhất thứ hai nữa bản tính thiệt thà mà mình cũng thiệt thà. Dạ. Còn bản tính không tốt là bệnh trở đi lại hoài. Dạ, có nghĩa là mỗi một vị thầy mà thật thà thì trị bệnh mới dứt điểm. Còn nếu mà không thật thà thì nó sẽ quay lại liền. Thì cái đó là làm thầy có đức thì cái bệnh nào trị cũng hết, mà làm bài thầy mà không có đức thì trị bệnh trở hoài là không được, nó mất thiếu cái đức, đức sống tài. Dạ. Dạ thưa thầy Út, con thì thường được nghe nhắc rất là nhiều đến thiên linh cái, tuy nhiên con chưa hiểu về nó là như thế nào. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay sẽ được thầy Út giải nghĩa cho con được hiểu về thiên linh cái ạ. Cái thiên linh cái này nè, tôi biết thôi chứ tôi không có, chưa có làm này ha, vậy mình không có nói dạng bồ điện tắm điện được thiên linh. Dạ. Cái thiên linh cái này trước đó, lòng gà cãi lại như vụ gái chết còn trẻ làm kinh, thì ông thầy mới tới đó mới luyện bùa trục kêu lên hiện hình ngồi đó để cho ông thầy ông nói chuyện dắt đó tôi nghe, từ nào chịu theo ông thầy đó làm thầy đó là ông thầy mới dám là cài hàng lên để ngắt cái đầu, lắc cái đầu nó mới đem về núi. Nếu mà nhát không có bà đâu. Dạ. Ngắt đem về núi mà luyện luyện khi nào thành công rồi đó rồi mới lấy cái tóc đó đem về để lại là cho vô cái hài cốt cái hình nộm á, là khi con linh vậy mấy ông thầy pháp hồi xưa ông nào cũng thờ mấy con linh đấy, thờ vậy để đang gì đó. Dạ. Thầy con linh nó biết chi không, phim ổng rồi đó khi mà đi chữa bệnh đó dài trận bốn trận mà lỡ cái bệnh lỡ chết á, để ông ngã ngang chết tử á. Dạ. Ông đưa linh vô sống lại, đó là ổng đây nó cuốn cận về nhà từ 2 ngày 3 ngày cũng tục linh lại bình ngã kết không được hồi ổng. Dạ. Ừ. Thiên linh là vậy. Thứ hai nếu có gì đó làm gì cũng là thiên linh, như đi coi đâu cũng là thiên linh coi trước dự báo. Dạ. Rồi hoặc là bùa ngã này cũng nhờ thiên linh giúp người ta. Linh là linh vậy cái đó đó gọi thiên linh. Dạ. Như vậy là những vị thầy hồi xưa luyện thiên linh là đặng lấy thiên linh ra để mà giống như làm đệ tử gì hay theo nha. Thì ấp lên còn được để làm đệ tử. Mà ông già cãi lại đó, xuống mà hút đai xuống đó, không phải mà hút y mình ngắt đâu. Xuống dưới chụp tay dở làm cũng sợ lắm. Dạ. Yeah. Ông già tôi cũng muốn học cũng nguy lắm. Học từ sau ra ngày ổng mới về nhà đó không thưa không nghèo khổ lắm, cái nhà cũng làm cái đống giặt tre để gác cái đồ đó, là cứ nguyên cái dương đồ của ổng học về để gác rồi ba ông trộm tưởng đâu đồ quý gì nọ vô lấy bước dương bước tiêu luôn, không có chắc ông bà khiến còn thầy thôi tôi nghĩ. Dạ. Nghĩ thì ra rồi ổng là ổng kêu trở vô làm lại là ổng tôi nghĩ rồi muốn làm lại tới thì tôi chết thôi. Tôi học thầy đó chúng gia học cái gì hai cái phải cái nhất cái hai nữa thì học được mấy chữ bùa để trị bệnh đó thôi, còn cắt quẻ này nọ đó là ông thầy ông già tôi cũng học, bởi vì đó ông già ông lúc mất tôi cũng còn nhỏ hai mấy tuổi rồi mất vợ rồi được con. Dạ. Mà sao cũng gì khiến ông già cứ đi một bệnh đó dài rồi ông nói là cái bệnh này khó khăn rồi nọ nó đau đi đâu lại đâu qua lần cũng hết vậy đó. Là có bệnh gì đó ổng ngồi ổng đứt tay ổng nói gì đó tại sao tự ổng chết rồi tôi nhớ không còn khóc gì trơn luôn ngộ ta. À. Rồi ổng đâu có tâm tới đâu. Dạ. Mình tính ông già làm thầy ra mà một nhỏ nó có tâm gì đó sao mà ổng chết từ thời gian rồi tôi nhớ là không còn khóc gì hết quẻ của ổng đi rồi thầy chỉ dạy quẻ tôi coi không thầy chỉ em rất ơn mà quẻ ông dạy còn nhớ học con già lại chiều con già lại đi. Dạ. Các người dân bình thường nó gặp. Dạ. Nhà ông dí vô cái chỗ đó quá trời nó linh đi nó nhát đi. Dạ. Người nhà ông dí vô nhát thể nó hiện cái ra một cái hình một người nào đó đi tới đuôi đó. Dạ. Hoặc đứng xả tóc cái gì á. Dạ. Phải là có. Như vậy thì mình có bị ảnh hưởng gì không thiếu? Chung ra không có thưởng gì đâu. Cái đó mình thấy vậy mình lui ra. Mình lui ra. À, không tấn công nữa. Ví dụ người ta không coi mình tới mình lui ra.
bị mình tay ngang mà, ngoài tay ngang có biết gì không, vô đó là có gì là nhập vô luôn, hạp nó nhập luôn rồi đâu. Dạ như vậy nếu mà một người bình thường mình mà hễ mà thấy có một cái dông đứng trước mặt mình hoặc là nó cản đường mình đâu đó, nó lui ra là mình lui lui về mình đi đường khác. Vậy. Dạ. Tại vì con cũng sợ nhiều khi mà mình thấy như vậy là nó có một cái giống như là một cái điềm hoặc là nó theo nó ám mình hay không thiếu. Nói chung ra mình nhẹ không giết theo ám. Ví dụ như chú làm cái việc cái dựng vẽ nè, dựng vẽ hoành chú làm về cái cung bà hạ làm thấy á. Dạ. Thì chú có thể chú không làm cái gì đó bằng đêm hoặc 12 giờ trưa 6 giờ chiều rồi đó đó, khi xuống khi gặp cái bóng rồi đó. Dạ. Gặp bóng thôi chứ mà chưa biết là gì, gặp bóng phớt ngang không gì đó thôi là vật xuống nước giữa dò trở lên mình nó lạnh rồi nó đã theo rồi đó. Dạ. Nó lại nhập vô. Nhưng mà có cách để mà mình gỡ không thiếu có chứ, cái gì cũng có gỡ chứ, cũng như cái đụng binh bà hạ chú phải cầu bà hạ xin, thì cái binh gia của bà đó cũng như một con trong nhà đi như vậy. Dạ. Bà thì mẹ rồi các con đi ngoài là binh gia bà là con bà ấy. Mà chúng quýnh con người ta chứ phải bét người lớn trước. Dạ. Lớn dần chiếc sao phải không, chú muốn quýnh người ta ta không buồn, còn con chú chứ lợi cũng quýnh ngay chứ buồn không giận không. Dạ giận. À. Bởi vậy cái gì mà phải mà cái gì phải mình là mà người lớn về xin trước. Dạ. Rồi có nào cứng á, đầu á chờ lại cho nhà sư tiền tỷ là bả kia không ra đó cứng đầu đó để cho tiền tỷ là mình chữa chữa mấy bệnh đó. Dạ. Ừ, chứ còn mà lại mà lại bảy thầy hay giỏi lại rồi chú đập cho bà dân cuốn dân đó sợ nó chảy ngoài đó rồi lát con thầy đi chảy vô cái răng à làm hung nữa. Dạ. Dạ dạ thưa thầy Út, thầy Út cho con hỏi thăm á, nhiều người á thì hay bị giống như là lại chỗ lạ ngủ á thầy Út thì sẽ bị bóng đè hoặc là ma đè. À, tuy nhiên câu chuyện đó thì nó như thế nào mà lại có người bị người không, con hy vọng rằng thầy Út cho con được biết à. Cái chỗ lạ ngủ mà khó ngủ đó, bị đè bị đuổi hoài đó. Dạ. Như cái chỗ đó người ta có một người ở đó, người có mặt ở đó. Dạ. Mình đi đâu tới đâu ngủ như vậy, mình có gái mình ở trên đất đai đây, cô bác ở đây ai có ở trên này đó thì cũng có cũng nhờ đêm. Dạ. Mình xin ngủ ra cho mình ngủ, còn lại không kinh ai phụng cũng ngủ ngã ra ngủ hai bị đuổi. Dạ. Người đuổi không cũng được luôn á, có bức buồn luôn á. Nhưng mà có mình có bị hại gì không thiếu, nó có tổn nó không hại nữa, đó là không hại hết đó, cái dạo mình đuổi mình đi. Dạ. Làm cái tháng đêm mình cũng làm cái mơ mơ màng làm thuốc thấy nó thành thuốc nó không được. Dạ. Nó nhưng hại, mà nó hại không... cho khỏe mình thôi chứ không chết cùng hết, nó không về sau này nó không hại gì hết chứ nghe thầy Út ha. Ừ. Dạ như vậy thì giống như là trước khi mình đến chỗ lạ thì mình muốn ngủ mình giá sinh cầu nguyện cái đi bắt đây thôi, con đi ở đường con xin ngủ giờ đêm. Dạ. Ba phút mặt mày cũng dám đội con như vậy đó, dạ không ai phá mình chứ, cũng đi đỡ đường đi cũng vô gì đó ngủ chứ không ai ở chỗ này, con xin ngủ giờ đêm con đi ra đường. Dạ. Còn hai phụ thì mà tối cũng lại cũng lập cửa cũng ra lập cũng chắc cũng là làm đủ như vậy rồi, để con thì ngủ vậy không biết ai cũng tốt xấu như vậy đó. Dạ. Nói như người đó đi giam phụ động lý vậy đó, giam vậy đó. Dạ. Dạ thưa thầy Út, con thì được biết á, con cũng gặp khá là nhiều vị thầy. Dạ. Tuy nhiên con nhìn vào hình tướng của những vị thầy á thì con thấy rất là hì hộm, giống như là nó tỏ một cái gì đó nó sợ sợ. Tuy nhiên sau khi mà con lại gần thầy Út á thì con cũng biết rằng thầy Út cũng là một vị thầy lỗ quan cũng là kỳ cựu đó. Tuy nhiên con thấy cũng bình thường cũng giản dị. Nhưng mà cái cách này là sao thầy Út? Cái nhầm cái người ví dụ người ta dùng hì hòm mà ta trong đó cái tâm ta tâm Phật thì ông bà mới chọn được người ta để đi về cứu dân đồ đời. Dạ. Thì mình đây thấy ta hình hợp tướng ta bự con quá mình lại mình sợ chứ thật tình không có gì hết, ta vẫn tốt không hiểu. Dạ. Dạ như vậy là thầy Út tại vì chọn cái cách đơn sơ giản dị này thôi. Dạ. Dạ. Còn như thấy như coi YouTube nhà một cái ông thầy đợi tới đợi là bằng bệnh rồi mặc cái đồ chặn nhỏ làm cái hình hợp như là hấp tội á. Dạ. Làm vậy làm chi, ở khu cái tâm mình cứu người được hay không thôi, chứ là mình mặc cả đồ không được như vậy đó. Dạ.
Dạ thưa thầy Út, con thì được biết thầy Út luôn luôn lúc nào cũng kề cặn hai cái giỏ sách, hai cái túi. Tuy nhiên con không biết rằng thầy Út đựng những gì trong hai cái túi này mà thầy Út giữ gìn dữ vậy? Nói chung ra chú lại đây thì mới coi cho hai người. Dạ. Chú lại con cháu cũng có coi đi ra đó. Thì những ngày coi đầu năm mới vừa coi người ta cái đầu năm cái làm cái sao gì tốt xấu. Thứ hai có tâm tay không cúng người ta. Dạ. Cúng người ta tâm tay. Rồi cái này đó thì tung ra cái đầu năm của người tại xin phép làm ăn mua bán. Dạ. Hoặc là thằng bỏ vợ bỏ nọ đi á. Hoặc về đó giúp người ta để cùng câu tới để giùm người ta. Dạ. Con trong ngày hôm nay á thì Út thì con cũng nghe nói rất là nhiều về những cái lá bùa cũng như là những cái lá phép. Tuy nhiên con không biết rằng thầy Út có lưu giữ những cái hình ảnh của những cái lá bùa hay lá phép có thể cho con được xem qua một lần cho con được thấy hay không ạ? Chuyên gia cuốn sách này sách tu niệm con xài rồi đó, muốn vậy cho học thôi. Có mấy chữ là chuyên gia trị nước cốt tim. Dạ. Mình làm phi cho uống hoặc là đeo. Còn lá đó là sao thầy Út? Cái này là tiện nghi thông dụng. Thông dụng nó như cái phái ở nít. Nít là khó nuôi đó. Làm có phái cho đeo. Dạ. Còn phái cho đeo giữ đó. Khi giờ cho giữ nít đó. Đúng là bộ này. Mà cũng dặn nít có đêm là thổi. Qua bùa thổi. Hoặc là quả bùa mình để chút ly cho uống. Là dạ. Này. Có nghĩa là cái đó là mình chỉ quả thôi. Ừ, quả. Chứ không phải là viết trên miếng giấy hay thiếu không? Viết được rồi, viết rồi mình phi vô cũng được. Dạ. Mình đốt mình để nước vào chỗ cũng được. Hoặc dạ. Mình lấy tơ ngang mình quả trong đó mình chỗ cũng được. Dạ. Còn chữ này bà khó nó nuôi con. Chữ mang thai hư bài đó. Dạ. Rồi mình để cái này cho đeo hoặc uống. Là, dạ. Là lấy dưỡng thai. Con nhìn khá là lạ mắt luôn. Con này cũng là dưỡng thai, dưỡng thai này đặc biệt chú. Mình vẽ ra rồi mình thêm bùa đàng hoàng tốt để chú đi uống. Dạ. Con này chỉ là thối tà. Thối tà là sao thiếu? Thối tà nghĩa là cái bệnh mắt bệnh tà. Thấy không? Mắt bệnh tà mình mới vẽ cái ra cái chữ bùa này. Dạ. Để chống áp đó. Chống áp cũng dần ra. Đó. Rồi khi mà thối tà, chống áp đó, chống tà đó. Là mình dán vô nó hay sao thiếu? Cái này là chân da mình không phải là dán mà là cũng là dạng mình vẽ rồi cái mình cái bùa bóng á. Dạ. Mình học cái lục này để cho bệnh đó bệnh tà nặng lại mình phá cái chữ này nè của mình đó là chỉ có cầm cái nhang vậy phá rồi phá mà mình đổ vô cái lưng đó vậy thôi là cái bùa vô trong tà hết hồn dễ da là thối tà vẽ xong là tống vô lưng dính vô liền rồi đó. Dạ. Cái mình đưa vô hẳn mình luôn là nó sẽ thối tà đó là cũng tà sợ nhảy vô ngoài là thối tà. Dạ. Phù đá tà. Đá tà này cũng đầy trị cái bệnh tà. Đá tà chứ khi mình đem vào cái bùa này đó. Khi mà vô trận mình muốn làm cái bùa này để quýnh. Nó là đá tà. Vô quýnh cái chức ma nó hết hồn chạy. Dạ khống chế không mà, cái này khống chế không mà. Dạng như là mình phủ đầu ha. À phủ đầu. Dạ, mới vô là mình làm cho nó sợ cái đi. Này phá đeo lít, khó nuôi. Làm cái phái này cho đeo mình chiếc lại nó tam giác làm cái phái này cho nít đeo. Dạ. Yeah. Đây nít còn chữ này cũng đã tà mà chữ này nó làm cái chữ bố. Bố là sao thiếu? Bố có như mình là vô mình bố trận bố chỉ thâu á. Dạ. Bố trận mình thâu như mình cắt cái dông cô giải sát đây các cái cô mà cái dạng mà cái dài mà đắt hoài không chuyển tiện đó. Dạ. Yeah. Mình dùng cái chữ bùa này vô phán vô thổi
thảo luận với bà cô đó, bà bị như này bà nhảy gì mình phải bả lên và nó chuyện lên. Dạ, có nghĩa là mình cũng phán bằng nhang vậy đó. À, phán bằng nhang. À, vẽ đúng cái hình đó. À, làm thảo vô. Cái dòng cô đó thổi vô bãi cái giật mình và nhảy giờ bãi nó khai khai hậu liền chứ không còn lắc nữa. Dạ, có nghĩa là mình vừa vẽ xong mình thổi hù vô người liền. À, là cái dạng mà cái dài rồi dông nhỏ nhỏ rồi cái dài gặp tổ lớn quá không dám ra khẩu, là ngồi cứ gạch 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 hoài nói chuyện không nói mà ra không ra. Dạ. Dùng cái này vô mình thổi một chén dông gì nào ra lấy của cô với cô cái dông cho dông. Dạ. Khai khẩu liền. Như vậy. Dạ. Còn này thuộc cái chữ xã. Chữ xã thường thường nó đó là bốn trận xã trận thì bố rồi ra được này cũng vừa cái thâu mà vừa bằng bố luôn còn chữ này là chữ xã này cứ giữ vô cái bệnh đó làm giải pháp gì đó rồi nó vô hoài không ra vô được ra không được đó cứ vô không ra rồi ngồi nó hoài đứng mắt hoài ở hoài đó vô ra không ra thì trong mùa này chữ xã dễ phán bằng ngang vẽ rồi để tao quýnh lên xuống một rồi lại rồi xuống là cái dân dân ngoài rồi. Dạ, nhưng mà cái hình này cũng thấy khó vẽ hay theo phải không? Cũng vẽ cũng có gì, vẽ không biết cũng khó. Dạ. Còn cái bùa này là cũng cũng đã tà, dụng thần cân đã tà, mà này cái chữ này không cho ít cái thầy gì đây lắm. Cái chữ này trừ ra bốn trận. Nhưng mà dàn trận chữa bệnh đó thì thầy cái bùa này mà dàn trận đó, không phải mà làm được đâu, phải từ 4 năm là ông tướng sát tướng mình nữa là 4 năm làm phướng sát phướng là sao thiểu bốn ông mà sát tướng á như ngồi đồng sát ông á. Dạ. Cũng là phải có 4 ông để bổ trận tiếp đó, chứ thư đó là cái 4 ông chứ thư 5 ông vô làm bằng trận cái bệnh này mà khi mà cái đơn sơ đâu có làm được. Dạ. Không trời. Dạ, có nghĩa là mình kiếm thêm 4 năm ông thầy giống vậy nữa phụ mình. Còn chữ này chữ phù phá bệnh nó có nó nhiều cái dạng này cũng dạng cũng là trong cái trận không à, mà chữ này cũng không xài luôn. Dạ. Ừ, trận mình là bắt quái đó như vậy đó chữ trận cái này cũng là trong trận chứ không xài. Tâm dân này đó đi hết tiền hết bạc rồi. Dạ. Không hết bệnh cái tiền cho mình đất cát nó hết không chừng nữa có gì đó. Dạ. Tới đây mình chỉ người ta giúp coi cái nào được thì giúp tôi làm cái đó tính tiền đó tôi không làm cái nào là phước được tôi làm tôi không có tiền cái này cũng không xài luôn cái này tôi cũng không xài hết cái này cái bùa của Văn Công. Ông Văn Công thông dụng là cái bùa này cái của cái ông mà mặt đỏ đó. Dạ. Văn Công thông dụng thì cái thông dụng này nó xài đủ thứ hết nào cũng xài được hết. Dạ. Những cái con đàn bà là còn sinh con khó sinh thì con nít khó nuôi hay là người lớn hay gặp phải nọ đó làm này đeo mất hết. Rồi Văn Công thông dụng cái xài đủ thứ hết. Dạ. Còn mấy chữ này trước thầy đã làm cái mình vô mà đàn cận có đồng quỷ á, đi bắt đồng quỷ á, thì giả mấy chữ này. Wow, cái hình lá bùa này con thấy nó hơi sợ sợ. Giả cái chữ này là chi, giả chữ này để cái cho cái đồng quỷ á, mình bắt khi nào mà bệnh trên á. Rồi cái mới xuống dưới của ông sát tướng ngồi nghỉ dưới nữa có kỳ sĩ bán cổ ông. Dạ. Cái chuyện mà nhập vô rồi á mới hỏi không năm điều bảy chuyện rồi á mới mời cho ông nhập vô đây tướng gia bắt nhập vô đây nhập đây là ông thầy ông bắt thì quá gọn giờ thư hữu. Dạ. Thư hữu rồi cái bùa đóng nắp lại là cái này cái dòng này đi nhốt á. Dạ. Mà chữ này có hai chữ một cái thâu một cái xã hiểu không cái mà đi đầu sau hai chữ. Dạ. Dạ, như vậy là thầy Út đã lưu giữ lại hết rồi. Cái dòng này có như là cái dòng hậu là phim sau rồi đi trước là dòng này hai cái nó đá nhau nữa không. Dạ. Mà cắt cái đầu
Dạ đúng rồi, con nhìn khác cái đầu. Thì học trong mấy tử mà là chị bệnh được học không được thôi, cái mà làm cái bùa quan sát thì không học. Dạ, dạ thưa Thiểu, Thiểu có thể cho con hỏi thăm á, bây giờ thí dụ như mà quý vị Phật tử á, giống như là người ta đã đi nhiều thầy rồi, đi nhiều nơi rồi, tuy nhiên do người ta không có đúng thầy đúng nơi á Thiểu, cho nên người ta tốn nhiều cái kinh phí quá. Bây giờ muốn tìm đến để mà gặp Thiểu, để giúp nhờ Thiểu giúp đỡ để mà trị bệnh cũng như là làm ăn buôn bán đồ á Thiểu, thì bằng cách nào để gặp được Thiểu? Thiểu thì được rồi, cũng có quay lên có cái số điện thoại đó. Dạ chỉ đó. Như vậy thì Thiểu có thể cho con xin lại cái số điện thoại không Thiểu? 0865 0865 44 44 1891 1891, ấp Phú Nhất, xã Phú, huyện Tân Biên, tỉnh Tiền Giang. Để có cái đó rồi coi ví dụ mình có liên hệ gì có số đó. Dạ, là cái mình đưa lên thì sẽ gặp được Thiểu. Là gặp tôi ví dụ tới nào mà nói bệnh ở đâu đâu đó. Là tôi hứa là mau lại đi. Mà mau lại trước con ví dụ bữa nào lại con hay trước bữa cái thủ nhà để đường xa tới đây tôi không có nhà được nghiệp ra. Nhưng mà như quý vị Phật tử của con có nhiều quý vị thì ở nước ngoài á Thiểu. Thì cái đó Thiểu có thể nghe điện thoại rồi giúp đỡ được không Thiểu? Không, không được. Không được ha? Không được. Không bị gì rồi là nói cái thách bánh có trứng dụng bệnh tới đây tôi dông quá. Mấy cái dông đó là trong cuốn đầu không à. Dạ. Rồi lại tới đây tôi mà tôi đuổi trong da. Cái là không da nó mở một tổ về bắt. Dạ. Ví dụ dông nó binh của ai, xin của người đó, bắt dông đem về núi cho tôi học. Dạ. Cũng như mình cái người ở trong ai mà đưa lại thì ke ba tí rồi bắt vô chạy thì giáo dưỡng để thời gian cho mà biết được đoạn mới thả về. Dạ. Đó là vậy. Có nghĩa là phải gặp trực tiếp Thiểu mới được. À, tôi bắt đem ra mới được. Còn như bên kia thì cũng giái được, mà giái đâu có tác dụng gì đó đâu. Cái chuyện khó lắm. Dạ. Dạ. Như vậy thì quý vị Phật tử gần xa có cần sự giúp đỡ của Thiểu thì chỉ có cách là gọi điện cho Thiểu, hoặc là đến thẳng ngay địa chỉ của Thiểu vừa đọc để mà được Thiểu giúp đỡ nha. Chứ còn mà qua điện thoại thì có thể Ngôn nghĩ là Thiểu giúp không được. Dạ. Dạ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn Thiểu. Dạ. Trong ngày hôm nay đã chia sẻ cho con cùng với quý vị Phật tử gần xa được hiểu biết về bùa lỗ ban. Con chân thành cảm ơn Thiểu rất là nhiều. Dạ. Và con xin chúc cho Thiểu có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an mỗi ngày ạ. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ rồi, con xin chào Thiểu ạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là cuộc trò chuyện cùng với thầy Út, một vị thầy lỗ ban. Cùng với đó là địa chỉ cũng như là số điện thoại của thầy cũng đã được Ngôn gửi đến cho cả nhà mình trong ngày hôm nay. Dạ. Nếu quý vị Phật tử gần xa nào có cần đến sự giúp đỡ của thầy thì cứ liên hệ trực tiếp nha. Dạ rồi, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nhé. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Xin chào.